New Me Discover with Yamaha. Chào năm học mới, Lip Sega nhận quà cực đã, tặng ngay 2 triệu đồng khi mua Grande, Latte, Janus và Frigo. Austin Ngô, năm nay 28 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh du thuyền. Trí Ngân, 23 tuổi, hiện là một người mẫu ảnh, diễn viên. Huy Diệu, 22 tuổi, nhân viên tổ chức sự kiện. Hoàng Minh, 25 tuổi, hiện đang kinh doanh mô tô. Trần Trung Thành, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng và giáo viên. Tường Vi, 20 tuổi, hiện đang làm diễn viên tự do. Lily, 21 tuổi, công việc hiện tại là diễn viên. Như Ý, năm nay 19 tuổi, hiện tại đang là sinh viên. Trải qua một ngày dài cùng đồng hành bên nhau, mỗi thành viên dường như đã gieo cho mình những hạt mầm tình cảm đầu tiên. Trung Thành và Như Ý gần như là trời sinh một cặp. Anh chàng Hoàng Minh thì ghen ra mặt khi Trí Nhân thổ lộ tình cảm với Lily. Vì một phần Hoàng Minh gần giống với mẫu bạn trai của Thùy Diệu, nên cô nàng đã có những cảm xúc tích cực dành cho chàng trai này. Còn người đem lại cảm giác thoải mái và gần gũi với Austin đến giờ chỉ có thể là Tường Vi. Và chính Tường Vi cũng dành nhiều sự ấn tượng cho Austin, cũng như Trung Thành vì vẻ ngoài và tính cách của cả hai. Đêm hôm ấy vẫn tiếp diễn với tiếng đàn của Thành. Có ai nghe bà chú cho con mấy nồm chưa? Dạ rồi. Quên rồi, khóc đi. Ok. Chú dối con thơ bằng đồng, chưa có ngà nên còn trẻ con. Từ rừng ra chú đến dưới người, rừng em ăn dưới này em chơi. Tao buồn quá, tao buồn cho cái dối quá. Tao bỏ đi. Quên bạn góc kìa. Quên bạn góc đi. Kiếm trò gì hay hay chơi nè. Ừ, chơi về đi. Đã qua ngày đầu tiên trong hành trình đi tìm một nửa của 8 bạn trẻ, đây là thời điểm thích hợp để các bạn nói lên mỗi người yêu mong muốn của mình. Mọi người của mình rất là đơn giản. Chỉ cần một người phụ nữ đơn giản, không cần quá ăn mặc đẹp đâu. Ví dụ đi ra đường chơi chỉ cần một cái đầm đủ rồi, không có cần quá rườm rà. Rồi có thể phải biết nấu ăn chứ. Để về mình còn có một cái gia đình, mình nấu ăn cho con, gia đình sum vầy. Rồi nói chung, đó, mình còn biết nấu ăn. Đó là một người vợ lý tưởng trong đầu mình. Biết nấu ăn không? Không nói chứ nước đi hay đấy. Đây, nó ăn nè. Kế bên rồi đây chai sáu muối nữa. Đơn giản. Mặc đồ đơn giản. Đơn giản. Anh nói là cái vấn đề mà mẫu người vợ lập gia đình của anh. Còn cái mẫu bạn gái thì đó là bạn gái đó. Bạn gái là phải em quen bạn gái em phải tính tới đường là em lấy làm vợ đúng không? Chứ đâu phải tuổi trẻ như em quen qua đường chơi. Trời ơi, cái người lớn nó khác em, tuổi trẻ nó khác. Phản biện hợp lý. Thì cho một phiếu thuận. Thì anh thấy trong bốn người ai hợp với anh nhất? Anh là đúng cùng gu với anh nhất. Mày đón tụi mày này đầu tiên nè. Ừ. Là bạn Diệu đúng không? Rất là xinh. Ừ. Đó, thì đương nhiên con trai thấy con gái xinh thì phải ấn tượng. Cũng tùy. Thì nhưng mà... Ok, chấp nhận. Đó, ấn tượng đó là tiên. Ấn tượng thứ hai là cái bạn này. Đó, thì lên xe bạn đã nói rất là vui vẻ. Bạn ấy hả? Đó. Ok, là bạn Còn bạn này thì ngủ nhiều quá, không có gì ấn tượng hết, chỉ ấn tượng ngủ thôi. Còn bạn này thì anh đã rước đi rồi, em đâu có biết. À. Đúng không? Ừ. Vậy là tư duy hợp lý. Hợp lý. Rồi, vỗ tay một cái nữa. Ok. Vậy là trước mắt là hôm nay cái phách lúc của em là bạn này. Hai bạn này. Rồi, ok, hai bạn nghĩa là 50-50. Rồi, tới lượt anh... Dustin. Chắc đi... Phải Dust. Sao mình đi? À, sorry anh bị nhầm. Nói rồi, gọi tên em là hợp lý nhất rồi. Gọi cho Oxy luôn đi. Oxy. Bim bim gì đó. Rồi, tụi trẻ đi, tụi trẻ. Ok, Tin. Tụi trẻ. Rồi, để Tin trước đi. Nhường em út đi. Em đi.
Tại lúc trước thì Austin thích kiểu tính nữ, kiểu khá tính và thích tự lập, thích như là kiểu làm việc. Mà sau này Austin cũng đang suy nghĩ lại, không biết chính xác mình muốn gì. Thật sự chỉ người mà cuối cùng là người tốt thôi, là người mà sự thật tốt luôn á. Tại chỉ là người thương mình thôi đúng không? Cũng thương tốt bụng mà thật sự tốt bụng luôn á. Thật thà mà cũng không có thật thà tới mức mà ngu ngu ngốc á, kiểu ra đường bị lừa đó. Anh ấy. Đúng rồi. Không, anh chân thành. Đúng rồi. Thì vậy. Nó thích gái đẹp không? Ừ, đương nhiên. Giờ thứ hai là giờ cái first look em thấy ai? First look là coi cặp bé Moss, tự nhiên quên tên luôn. Bạn Vi. Vi này cái cách Vi nói kiểu vui vẻ cái nó hợp, mà anh nghĩ Vi giống như hợp với nhiều người lắm. Đúng thì rồi. Mình lại cái cách thương, cái tính cách thì ok lắm. Rồi đến con trai. Không, sao cháu phụ nữ chứ. Hey, mình là đàn ông chứ con. Thì đầu tiên em cần đó là phụ nữ. Thì đương nhiên chắc lẽ phải cần đàn ông mà. Tại anh là sao không nói thấy câu này tao muốn là xuất ra quá quăng hay quá, biết là hay á. Mình là à, tiếp đi coi. À, đầu tiên thì chắc chắn là phụ nữ. Còn về quả hình thì xin em không có thích một cô gái xinh đẹp. Thật giỏi lắm con trai. Để bây giống như khi yêu một cô gái xinh đẹp mình sẽ lo lắng rất lo toan á, rất nhiều thứ. Em cần một cô gái yêu mình, thương mình, hiểu cảm xúc của mình, biết nấu ăn để chăm lo cho gia đình. Không ghen tuông nhiều. Một lúc ấn tượng đầu tiên hả? Đừng nói là đất tiên, ai ấu tiên. Đúng rồi, hai người đó gặp nhau. À, ok. Ấn tượng hả? Ấn tượng thì em... Ấn tượng không phải là em thực sự em chưa có cảm xúc. Giống như tính em không có trưởng thành bằng bố mẹ nữ này. Tính em khá là trẻ con. Nên cũng chưa dám có cảm giác gì. Cảm giác sao gọi là chưa dám anh? Thì không phải chưa dám nhưng mà chưa có đủ xúc tác để nảy sinh. Cứ yêu đi. Cứ yêu đi đừng nghĩ gì. Mạnh mẽ lên. Biết đâu được. Cái đó thì mình còn đó nghĩa là để trưởng thành đựng biến rồi, hiểu không? Rồi tới anh đi đó. Ok. Thì mọi người cũng biết anh gần 30 nơi rồi. Làm sao là có khả năng đóng phạt hay là gì đó thì không biết. Đơn giản lắm. Lùng. Biết nấu ăn không không quan trọng, anh nấu được. Và yêu mình, chỉ cần yêu mình ra. Chỉ cần yêu thôi, còn thế giới anh lo được. Còn lo nào thì hên xui. Em là con gái, em sợ những người mà nói qua Mỹ giống anh rồi. Không, xin lỗi em chứ miệng anh nói qua Mỹ với anh cục xúc đó. Lâu lâu mình nói được qua Mỹ, cho anh qua Mỹ tí đi. Quá khứ ra sao không quan trọng. Quan trọng là cảm xúc là hiện tại. Và tính như thế nào đến tương lai. Vậy thôi. Nói thiệt đi ha, thì sáng với lúc là anh gặp bạn Ý trước. Thì là anh đèo bạn đó qua bên đây. Rồi sau đó là anh gặp lại ba bạn. Dạ. Thì coi như là ý là anh tiếp xúc nhiều nhất tại có nói chuyện nhiều. Dạ. Còn người tiếp xúc nhiều thứ hai là anh nhóc này. Rồi cái thứ ba mới là Dustin. Ê đâu, thứ hai là Austin. Dạ. Xong mới đến nhóc này. Nè cuối cùng. Vô ý đi. Ok mọi người hít thở một hơi sâu vô. Em thích một người biết quan tâm, trưởng thành là cái gu của em nha, trưởng thành, biết nấu ăn để nấu ăn chung với em, kiểu người nghĩ về gia đình, kiểu như người phụ nữ giống người đàn ông giống anh á, như anh nãy nói á, biết nấu ăn không không quan trọng, anh nấu được, chỉ cần yêu thôi, còn thế giới anh lo được, anh biết nấu ăn mọi thứ anh lo được á. Nước đi này hay đấy. Nước đi thì tại hạ không thể đoán được. Hiểu không? Đúng không? Anh nói đúng không? Không. Không. Gớm. Thôi. Thôi có nhiều cái phấn lúc cho chị em giấu lại đi. Không ăn. Không phải. Tại vì phụ nữ người ta luôn có những cái bí mật. Bí mật làm cho người phụ nữ trở nên quyến rũ hơn. Rồi, ok. Tiếp đi em. Đối em hả?
mọi người ráng nghe nha, cái giọng nó khó nghe đó mà. Cái gu của em không biết cái gu ra sao nữa. Nhưng mà em thích một người giống như bé, trưởng thành, biết suy nghĩ, cũng chín chắn, tính tình vui vẻ, hòa đồng, dễ thương thôi. Mà không cần phải bộc lộ bên ngoài, phải kiểu nói nhiều, khoe khoang, nổ. Cái dùng từ nó không hay đúng không? Đó, thoải mái. Đúng không? Được không? Thoải mái em ơi. Nói chung là thấu hiểu công việc để hai bên cùng phát triển, xây dựng tương lai nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải cả ngày chỉ biết ghen tuông rồi. Bản thân em là một người cầu tiến, em cũng mong sẽ tìm được một người cầu tiến. Và suy nghĩ tích cực, hàng ngày phải, nếu hai bên quen nhau phải trao cho nhau những cái năng lượng tích cực để mà sống vui vẻ, chứ không phải là ngày nào cũng phải ghen tuông rồi đưa ra những cái năng lượng tiêu cực cho nhau, cảm thấy nó bị fail á. Vậy thôi chứ, về kinh nghiệm yêu thì em không có nhiều, mới có một mối tình đầu mà mối tình học sinh nữa chứ đâu có kinh nghiệm nhiều đâu. Học sinh đâu còn chưa biết gì. Lên tới năm nhất đại học xong, bây giờ vẫn phải dạ. Thôi vậy thôi. Ok, mời hai bạn nữ. Em thì nếu mà mỗi người bạn trai của em thì đầu tiên thì phải yêu thương em. Cũng như là sáng trên xe em có nói với mọi người là em chỉ yêu khi được yêu thôi. Tức là người đó phải yêu em thì em mới yêu lại. Còn nếu như mà tình cảm là một từ một phía từ em thì em sẽ không có tiếp tục trong mối quan hệ đó. Rồi kiểu như là em muốn người bạn trai của mình là phải biết làm ăn. Không có tài sản sẵn cũng được, nhưng mà phải biết làm ăn, phải có cái hướng để mà mình tiến xa hơn, để mà mình phát triển sự nghiệp, rồi để sau này còn lo cho gia đình các thứ nữa. Còn ngoại về phía ngoại hình thì kiểu như em muốn bạn trai em cao hơn em, với lại kiểu dễ nhìn một chút xíu là ok, không có cần phải quá chỉnh chu, tại vì nếu mà đẹp trai em cũng sợ lắm. Ôi nữa, gì vậy? Gì ghê vậy? Đó, bạn trai dễ nhìn. Trời, tắt đèn luôn. Vậy thôi em thích bạn trai đẹp trai nha, đèn lên. Trời thiệt luôn, chứ đẹp với bạn trai đẹp trai cũng lên đèn thiệt luôn mọi người. Thôi vậy em xin lỗi mọi người, bạn trai phải đẹp trai, dạ. Bạn trai phải đẹp trai. Ừ, đúng rồi. Lily. Bạn nhớ đúng tên. Mỗi người bạn trai của em á là trưởng thành, điển trai thôi, không cần đẹp trai, trung thủy, biết quan tâm, lo lắng, biết chia sẻ, nói chung là có hiếu, phải có hiếu với ba mẹ. Nói chung là một người kiểu hơi thoáng xíu, đừng có tính toán kiểu mà về những cái nhỏ nhặt quá như ghen này nọ thì cũng không thích. Có chí cầu tiến, biết làm ăn, biết suy nghĩ, nói chung là đó là mẫu người bạn trai của em. Ok. 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 Đặt tay lên nhóm bạn ơi. Bạn lên nhóm bạn nha. Dô. Rồi uống trà đi. Buổi sáng đầu tiên đã đến với ngôi nhà chung Series 12. Bất chấp không khí se lạnh của Đà Lạt, đã có một vài thành viên thức dậy từ sớm. Những người dậy sớm đã cùng nhau đi chợ cho buổi ăn sáng hôm nay. Hôm qua hình như em nghe nói là ông Sơn biết cách chạy giá. Ai biết chạy giá? Đây tôi. Đây em. Em. Wow, Austin có thể chạy giá. Em giao cho Austin 10. Cái em thảo là mua được giảm được nhiều nhất là tốt. Ok. Ok. Ok, giá bao nhiêu? Thường bao nhiêu? 12.000. 12.000. Em 10.000 luôn ha. 10.000 luôn. Anh phải nói là vậy là, ví dụ người ta kêu là 15.000 một ký đúng không, thì anh phải kêu là giảm còn 10.000 một ký được không à. Chứ nếu như mà anh nói là lấy 10.000 vậy thì người ta sẽ nghĩ là anh kêu là lấy 10.000 dưa leo, thật ra là không có giảm được cái gì hết à. Đó, ý là như vậy. Em nói mọi người nghe là Austin trả giá không ok nha. Đây để em nói cho mọi người nghe là hồi nãy em nghe luôn là Austin hỏi là dưa leo bao nhiêu tiền một ký. Người ta mới nói là dưa leo là 15.000 một ký. Austin kêu lấy 10.000. À. Tức là sẽ không giảm được cái gì hết. À. Ok, coi như là tạm chấp nhận. Vì đàn ông chúng ta cũng không có dễ trả giá. Không sao, mình xong. Mình á, bây giờ xuống hỗ trợ bạn nữ nấu nướng. Ui, ui. Ủa sao nó văng vậy ta? Vô ăn thôi mà.
luôn. À, ghê ghê ghê. Thầy bước xuống đó nổ à. Ủa, thầy tài anh. Giờ mình chiên chín hay gì nè mọi người, đó. Bảo vệ sức khỏe. Đúng rồi. Để sạch thấy được. Em ai cũng biết nấu. Bên nó lấy ra đi không? Nấu gì không? Chiên trứng các bạn. Em nói chị em không biết chiên trứng nha. Không biết gì nha. Không biết gì nha. Không biết gì nha. Không biết gì nha. Ủa đi. Đầy mừng rớt đúng không? Tôi thấy rồi nha. Mọi người cắt cho em, mọi người cắt nhau ơi, cắt nha. Máy quay có thể cắt nhưng tôi không thể cắt những cái gì mà tôi đã thấy được. Ăn thôi. Go. Yeah. Tay nào. Mày phải bên nhau vậy nha. Đúng. Ngon mà. Máy quay này đương nhiên phải ngon rồi, biết sao không? Sao vậy? Tại ngồi tiệm nấu mà, đâu phải tụi này nấu không? Anh biết tại sao cái này ngon không? Tại vì em cầm tiền đi trả tiền cái con heo quay này. Để biết tại sao nó ngon không? Tại đây phải chuyên lại. Em nói vậy là em nói vậy là phủ nhận công sức của anh nè. Anh buồn. Tình cảm anh gấp đưa cho em á. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh. Cái trứng này nghe mùi trứng mọi người có nghe rõ không? Nghe nghe mùi này đi. Em ăn cái heo quay này em nghe rõ cái mùi có thịt heo luôn. Ủa anh ăn dưa leo anh nghe rõ mùi rau củ luôn. Trời thiệt. Quá sức gắt luôn. Do mọi người nấu á. Cái cách pha chế của mọi người, cách nêm để mọi người nó làm hụt lên được cái hương vị. Rồi thôi ăn đi rồi đừng nói. Sau buổi ăn sáng sẽ tiếp tục là những cuộc hẹn. Qua giờ thấy có được anh nào chưa? Có nói cho mà có ấn tượng được với lại bạn nào chưa? Hôm qua giờ chưa ấn tượng với ai hết. Nói thật lòng bởi vì thời gian nó còn ngắn quá. À, anh là anh thấy Tony Tèo dễ thương á. Như con trai anh thấy anh cũng dễ thương. Tèo dễ thương. Thì đầu tiên là em cũng có ấn tượng chút. Nhưng mà sau lại thấy sao á, kiểu như đang giấu giếm gì đúng không? Giấu giếm nhiều thứ. Nhưng mà kệ, nói chung hôm qua đi với em thì em vẫn là người tạo anh ấn tượng đầu tiên. Qua thấy tại em men quá đúng không? Đâu cái tính em cũng men vậy nè. Đầu tiên á, đầu tiên anh thấy em là xinh nè, cao nè, trắng nè, dễ thương nè, hòa đồng nè, hỏi gì trả lời cái đó nè. Hay đầu tiên là thấy em ấn tượng. À, anh là người chân thật thì em biết là những người như anh thì hay nói chung là không có nói được những lời qua Mỹ đâu. Có sao nói vậy á? À, thì cuộc sống của anh bình thường nó cũng gặp người này gặp người kia, xe cộ này nọ thì không có bao giờ mà nói được những lời qua Mỹ. Thì nói có sao nói vậy? Thì trên chương trình cũng vậy, mọi người vui vẻ anh cũng có sao nói vậy đó. Thì chương trình vẫn muốn kiếm một người. Thì mấy anh bạn hôm qua mà tiễn anh đi á, thì ảnh mới kêu là con bé đó bén á. Được á, thấy con bé đó bén đẹp mà. Nhất trong đám á. Đâu đã thấy mấy bạn kia đâu? Thấy hôm qua ra chỗ cái cầu mà, thấy hết mà. Hôm qua hai người bạn anh chạy xe bán tải ra tiễn anh đó, để đem xe về đó. Đó, ra đó. Con bé, anh thấy con bé mà em chở là con bé đó bén nhất, đẹp nhất, ngon nhất. Đó, thì theo cái từ ngữ mà không sao em biết mà, kêu được á mình. Anh cười rồi anh gọi điện anh hỏi thăm. Từ từ hy vọng chuyến đi này có thể đem đến nhiều niềm vui cho em. Anh cũng vậy đúng không? Ừ, anh thấy vui mà. Vui hả? Vui. Tối ngủ còn vui. Bên nhà gái hay sao? Anh thấy bên nhà trai vui lắm luôn á. Bên bọn em vui lắm. Ờ bố con trai vui lắm. Mỗi người mỗi cá tính, không ai giống ai hết. Ví dụ như anh nhìn Ly ít nói vậy á, mà ở chung phòng với em với ngủ chung giường á, nói quá trời luôn. Vui lắm, hai chị em thân. Rồi rủ nhau là khi hết chương trình này nè, lên lại Sài Gòn rồi các kiểu đi chơi các kiểu. Khi mà tham gia chương trình này, mục đích chủ yếu của em là trải nghiệm, chứ cũng không phải là đặt nặng vấn đề là sẽ tìm được một người. Bậy nha, tham gia chương trình là mình là những người FA thì đương nhiên tìm được một người nó sẽ là tốt hơn chứ, đúng không? Tìm một người sẽ tốt hơn. Diệu nói một câu mình rất là buồn. Diệu nói là Diệu không quan trọng lên chương trình để tìm người yêu, chơi vui thôi. Thì nghe nói một câu rất là buồn. Thì Diệu vẫn bình thường, vẫn là cô gái dễ thương, vui vẻ, cứng rắn,
mạnh mẽ. Trong mắt mình Diệu vẫn là một người như vậy. Tại vì mình nghĩ là ai tham gia chương trình mình đó thì thực sự là rất là đang là độc thân và muốn tìm một nửa kia của mình mới đăng ký tham gia chương trình. Giống như bản thân mình, mình chưa có nửa kia cho nên mình rất là muốn đăng ký tham gia chương trình để tìm được một nửa kia. Mặc dù là trong cái đó thì mình phải có vui vẻ chơi và mục đích chính của mỗi người vẫn là tìm một nửa kia. Trước anh quen bạn gái ở Việt Nam không? Có một bé ở đây, ở Việt Nam. Một bé ở Việt Nam. Bé ở Việt Nam. Bé tóc dài đúng không? Tóc dài nhỉ? Bé tóc dài. Anh tìm. Đúng không? Có thể tóc dài, có thể tóc ngắn. Sao nữa? Bé tóc dài, mắt to. Mắt to hả? Mắt khí chứ. Mắt to. Mắt khí chắc luôn. Tóc dài, mắt to. Mũi cao. Mũi cao nữa. Tóc màu nâu ha. Màu nâu hả? Màu nâu. Có thể, có thể. Rồi sao nữa? Đâu chắc đâu nha. Rồi cuối show hối hận chết luôn. Cuối? Okay. Hối hận hả? Không, em đang đoán thôi. Đoán. Rồi. Nó mắt khí là chắc. Mắt khí. Khí hả? Em thì sao? Em bạn, sao? Bạn trai cũ. Bạn trai cũ hả? Bạn trai mới đây á, hiện tại á. Hiện tại hả? Hiện tại em gài này. Hiện tại không có yêu ai hết á. Thật. Thề luôn. Thiệt. Nói thiệt. Nói thiệt mà không chịu thề. Đừng nói anh nghe em là cặp cặp đôi bí ẩn nha. Hả? Anh nghe em là cặp đôi bí ẩn hả? Phải nghi mỗi người chứ. Phải nghi mỗi người. Chắc em cũng nghi anh chứ. Thì em nghi anh mà. Trời, bao nhiêu phần trăm? 99. 99% hả? Cào ra. Rồi. Mà anh nói dối không được đâu. Giỡn. Nói dối thật sự không được luôn á. Hiểu luôn á. Đừng có hỏi đó. Sâu quá. Hỏi sâu quá anh bị bể mặt. Bị lộ đúng không? Bị lộ liền luôn á. Thì cảm thấy bố anh như thế nào? Như là anh Thành. Thì anh là một người biết người khác muốn gì, biết quan tâm. Anh biết nhìn nhận vấn đề á, với lại hài hước này kia. Còn tới Nhân? Nhân thì trẻ con á. Còn biết trẻ con thiệt hay trẻ con giả nữa. Khi giả bộ trẻ con thì sao biết đâu được. Không, Nhân tính cách Nhân sao, Nhân vậy. Thiệt không? Thiệt. Chắc chưa? Chắc, nhưng mà trẻ con thì không đúng gu của mấy bạn nữ. Nhân hơi lo. Rồi thấy bố mẹ nữ sao? Bố mẹ nữ hả? Hôm qua thì chỉ tiếp xúc được nhiều với Vi, với Diệu. Nói chung cũng khá là vui. Bạn nào cũng cởi mở, thân thiện. Khác với những cuộc hẹn khác, cuộc hẹn của Thành và Vi lại chỉ nói về một nhân vật thứ ba, chú mèo Chin Chin. Có gì được thì cho anh mượn con ôm thử nha. Dạ, em vô lấy không? Thôi chút rồi. Giờ ôm ra mấy con bé nó chạy nhảy em vòng mà. Thì cầm cái dây xích đó. Em có xích của nó mà. Để, vô bác. Trời ơi, mặt khó ở vậy. Cái gì vậy? Ấm không? Mở ra. Mở ra đẹp Chin. Mở ra. Tên gì? Chin Chin anh. Chin nữa? Dạ. Chin có nghĩa là xinh đó. Dạ. Chin chin chin. Hỏi cưng thế vậy? Ngoan không? Đây nè. Anh đỡ nó. Nè em cầm dây đi. Dạ ok. Ok. Nó hư quá à. Còn mắt đẹp ghê á. Nó nhiều chuyện mà nó hay ngóng. Thấy gì không hiểu cái sao ngóng. Còn mắt đúng màu xanh luôn á. Em thích mèo thích chó hả? Dạ. Hồi đó em thích chó luôn. Xong rồi em nuôi mèo này cái em thích mèo luôn. Không đúng rồi. Anh hồi đó còn tính đến cái phương án 30 tuổi mà không có vợ, khỏi cưới nữa. Xây nhà kiểu vậy nè, nuôi đàn chó mèo. Trời, thích lắm luôn á. Đào ao thả cá. Thì chú ý là phải ngoan, mấy con mèo phải ngoan. Hai đứa cũng có một vài điểm chung như là rất là thích mèo, cũng thích chó. Thì bạn Vi cũng hát rất là hay. Nhưng mà kiểu không biết sao chứ. Có thể là do cảm nhận của mình nó chưa có chính xác lắm. Mình thấy có thể là bạn Vi không có hoàn toàn thuộc cái tiếp của mình. Tuy nhiên mình nhận thấy rất là thật là
có thể là vẫn là tốt, nhưng nếu mà là người bạn như vậy thì có thể biết hát chung nè, nuôi mèo á, rồi lâu lâu mình qua mình mèo ké cũng vui. Có lẽ nào Thành chọn Vi chỉ là để được gặp bé mèo Chín Chín. Như vậy thì hóa ra Vi mới chính là kẻ thứ ba trong buổi hẹn hò này. Qua giờ Nhân cảm thấy ai là gu của Nhân trong bốn chị? Gu thì như Nhân nói là Nhân khiên là tính cách hơn là ngoại hình. Nên nhưng mà Nhân sợ khi quen một cô gái nào đẹp quá, nhưng mà bốn bạn đều đẹp. Chết rồi, giờ thôi đi về đi. Bốn người cũng đẹp, không thích người đẹp rồi sao giờ? Thì... Về đi. Thấy có bị xe không? Không. Mà tại hôm qua, tối hôm kia thức khuya cho nên là lên xe sáng rất sớm, lên xe mệt chút. Lúc mà đi xe máy chung với anh Thành là khỏe rồi, có gió. Đi qua mới lên xe hơi mới mệt à? Ừ, nên qua, qua ngồi trên xe hơi được, xong rồi hỏi anh Thành anh chở em đi được không, em mệt. Cái anh Thành nói ok. Trời, qua đi xe máy vui lắm á. Trời, nhìn cảnh rồi chuyển không khí từ nóng sang lạnh đã lắm. Ghê à? Ngồi xe hơi làm sao mà biết được cái cảm giác đó. Qua anh Thành nói, trời, nhìn thấy đứa đẹp quá, nhỏ nhỏ không? Ai? Anh Thành nói anh gì đi. Vì Ly cũng thích anh á. Không có nói, nhưng mà kiểu em cảm nhận được. Ý thì bình thường ý cũng không có nói nhiều, nhưng mà nếu tiếp xúc với ý thì ý cũng khá là hoạt bát và vui vẻ. Ý cũng có những chia sẻ với Nhân thì cũng giúp Nhân hiểu hơn, cả hai hiểu nhau hơn. Lúc em lên show này em có hồi hộp gì không? Ồ, em là diễn viên mà, bình thường. Diễn viên nhưng mà mình tham gia truyền hình thực tế là mình phải thật chứ, đâu có thật diễn hả? Đâu. Không diễn luôn? Em không diễn luôn á. Wow, không diễn mà không có bạn trai. Hả? Hả? Là sao? Không diễn là không có bạn trai. Là em không có bạn trai. À. Em vô đây là em thật hoàn toàn, em không có trời diễn. À. Ừ, em không có như ai kia. Em không có như ai kia. Ai kia là ai? Austin gặp Lily á, Austin cũng bất ngờ. Austin bất ngờ là tính của Lily cũng rất là, cũng thích giỡn lắm, kiểu vui vẻ, không như lúc đầu Austin thấy Lily, như là lúc đầu Austin thấy Lily, Austin tưởng Lily kiểu tính kiểu lạnh lắm và không thích tiếp xúc với người ta, hoặc là lên đây thì kiểu để như là kiểu lấy hình ảnh thôi, hoặc là chơi cho vui thôi. Thì lúc mình Austin tiếp xúc với Lily, Austin mới cũng được xem thêm phần con người của Lily. Thì Austin thấy Lily cũng hay, cũng cá tính cũng rất là vui vẻ. Các thành viên vừa trải qua đêm đầu tiên tại Đà Lạt, thành phố tình yêu. Câu chuyện tình cảm của các bạn cũng đã có nhiều chuyển biến. Thành vẫn giữ nguyên ấn tượng ban đầu với Ý, Hoàng Minh cũng vẫn dành tình cảm cho Diệu. Austin thì sau cảm xúc ban đầu với Vi cũng đã nhận ra rằng Lily có rất nhiều điểm thú vị. Nhân vẫn đang trong quá trình tìm hiểu cả bốn cô gái. Con đường đi tìm tình yêu của các thành viên ngôi nhà chung series 12 sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón xem tập 4 vào tuần sau. Nên là sống vô tư với nhau.